từ Sóc Trăng lên. Hai mươi tuổi em bị là nghe được nói không được. Dạ, mà nãy giờ bấm huyệt xong thấy nói quá chừng luôn. Nói quá chừng rồi. À, người Khmer. Dạ. Đến từ Sóc Trăng. À, là giờ ông thầy vẫn nói cho liền dinh dưỡng đó. Dạ. Mừng quá. À là anh Tài bấm xong rồi, thầy Tài còn hứa là lát cho Thảo Dược uống đúng không? Đúng rồi. Dạ. Rồi. Thảo Dược từ Mỹ nhập về. Đây là ông ngoại bị tai biến. Dạ. Yeah. Đây là mẹ của bé. Em bé 20 tuổi. Ở đây là trung tâm sức khỏe Trường Thọ. Chị Thấm này gọi là đến đây chữa bệnh mà vừa chữa bệnh khỏe mà làm phước nữa nè. Hát hay lắm á nha. Chị Thấm này hát hay lắm, một cây ca sĩ luôn coi chẳng bạn á. Ông ngoại thì mà không cho ông ngoại bị tai biến mà không cho một cái tiết kem nóng để ông so để cho nó giúp cho khí huyết trong cơ thể ông lưu thông nha. Dạ, dạ. Dạ, giúp con cháu có thể giúp để mà cho cơ mình nó miệng và da cân của mình nó giãn ra, để mình di chuyển nó dễ hơn ha. Rồi khí huyết nó luôn thông tốt nữa, nó mới nuôi được mấy cái chỗ mà bị... Cạnh thử cho em bé 20 tuổi như chí. Ôi, có chút xíu tới tường kìa. Nói chung là ở đây đang làm từ thiện là phải đúng người. Đúng rồi. Thế thương à, ông ngoại sáng à. Đúng rồi, ông ngoại cứ niệm Phật nha. Cứ niệm Phật ai như là Phật. Còn từ đâu chứ chị con? Ông ngoại nghe được tiếng Việt hả chị? Hả? Nghe được tiếng Việt. À, nghe được tiếng Việt, nghe dạ. Được tiếng Việt. Dạ. Mình là gốc Tây Ban Nha. Tây Ban Nha hả? Tây Ban Nha ở Sóc Trăng. À, giờ mình đi cả hai thứ tiếng luôn. Bị bệnh câm điếc khổ lắm. Mà khi phụ huynh có con bệnh vậy cũng cả vấn đề luôn á. Dạ, bé nói được rồi, quý vị ơi. Chào mấy chị xem quá chào luôn nè. Đây là bé của em bé 20 tuổi. Dạ. Ông Thắm đi tìm người ở Sóc Trăng. Sau này nhờ YouTuber đó, người ta cho 2 triệu để mà đưa cả nhà lên đây chị. Xã hội mình có nhiều mạnh thường quân giống như chị Thấm vậy, đây là tuyệt vời lắm á. Hôm qua 2 giờ ta ra các bạn đông lên xe tăng nhà á. Dạ. Chờ nhà. Dạ. Chờ tới 4 giờ rồi. À. Dạ. Yeah. Bà chọn cái điện cho chạy tôi mới sắp xe chạy kiếm được rồi. Giờ là con chị nấu cơm sẵn, ăn cơm tắm rửa ngủ. Mới mời bác chị bắt thì mời tôi nữa. Đi thầy. Dạ. Yeah. Thầy tắm rồi. Trời ơi, thương quá vậy. Tấm lòng của chị Thắm bọn em ghi nhận nha. Thì cứ chung tay với chị là chị đồng hành với chị mừng lắm. Dạ. Yeah. Thầy ở đây đó, thầy ở đây ai cũng hay chuyện. Chị hết đây còn một cô có con nữa. Mai mốt mà mấy cô đó mà lên đây cũng tâm tiếp là mấy ông thầy nghiêng cũng nghiêng nhã luôn á. Rất là đẹp, một con rất đẹp. Ở dưới Bạc Liêu á, bây giờ đang nhờ YouTube á. Dạ. YouTube á, ta cho tiền đưa bé lên. Dạ. Con rồi, con mắt luôn. Dạ. Đẹp gái lắm. Cứ hé vậy nè. Dạ. Đi. Chị Thắm nói chuyện dễ thương á. Đẹp xinh lắm.
Dạ. Thì nó tuổi con lớn hơn bé Giang tuổi. Dạ. Cho nên mình phải sốt quá. Đó, nếu mà đi là mình đón xe tới chở nó chắc đi. Dạ. Nhà cô bé đó là 4 trai và cô bé nha. Dạ. Lịch làm việc của trung tâm Trường Thọ mình là thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần anh chị à. Mà nhà thì giờ còn siêu hoài với đó, nhà 2 buổi. Cái em trai đó nhìn nhỏ xíu siêu mà đã 20 tuổi rồi kìa. Quê ở Sóc Trăng, người dân tộc các anh chị. Dân tộc Khmer. Dân tộc Khmer, dạ. Sau khi nãy giờ thầy tài chữa xong thì em nói được nhiều lắm. Ông ngoại thì bị tai biến. Nhà chị Thắm á, chị Hồng Thắm đã tạo điều kiện cho gia đình lên nè. Chị Thắm dễ thương quá à. Càng ngày càng gọi là người ta phúc hậu và đẹp gái ra. Ta già ta xuống cấp còn cái này chỉ càng ngày càng tươi. Nhà làm phước nhiều á chị. Đúng rồi, cái thân mình nó hơi phế, nó nhẹ lắm. Dạ. Mình giúp được một người vậy là nhẹ lắm. Dạ đúng rồi. Nhìn kìa, chân thả ra kìa. Ừ, đạp tư tưởng như đạp một bệnh vậy đó, đúng rồi. Giỏi. Giỏi quá. Coi vô sát luôn rồi, coi vô sát luôn. Mấy thầy ở Trường Thọ mình thấy thương đó, bấm kỹ, nhiệt tình đó. Đúng rồi. Bây giờ con đá mạnh lên, đá mạnh lên cái gót bên đây luôn. Đá mạnh lên gót bên đây luôn. Con, đưa lên. Đó. Bé này tập là nó đi được, không có vấn đề gì hết. Hôm qua nay á, xong cửa nhà chị á, chị cho bắt dịnh đi, làm đi. Mơ chiếc xe của nít ngồi á, chạy té, đặt mặt một chút, đi chuyển qua cho coi. Thế thương á. Của cháu ngoại chị á. Dạ. Nó nói bầu cho con xe. Rồi nó nói xe du lịch, nó về là y à, y lấy xe về phải không? Không có, con mãi nó thì con mãi nó chơi mãi lại đi, con về rồi bữa nay. Con mãi nó đợi, con mãi nó xe du lịch của tao, thì giờ bỏ tao du lịch ở đây. Cả nó đi nó cục của nó à. Thấy thương quá. Cười á, con cười á. Ơi đó đúng rồi đó. Chữa cho đi được nè, tập đi nè. À, bây giờ chương trình con nhỏ lên đây nữa được chưa? Vậy hả? Dạ. Nó nhỏ tay ra kìa. Nó nhỏ tay ra kìa. Trời, thấy thương anh tự nó mừng luôn á. Nè, con nhỏ tay nè. Con mừng. Thấy thương á. Chị giữ máy giùm em ha. Em lên trên tiếp bệnh nhân cho. Rồi, rồi. Dạ. Nó đang bao nhiêu ký vậy? Chút nữa cân. Chút nữa nhờ cái máy nè, cái cân của ông thầy. Đấy thì là xong về tháng sau cân rồi nó có thể lên từ 1 tới 2 ký. Đó, trời ơi. Đấy, nếu biết là có thể lưu được không được. Nó ăn được, nó ngủ được. Về đấy, nó ăn được, nó ngủ được. Sáng mới mờ lắm. Chị này cũng mang hơn cái này. Trời. Không có nhăn. Có
con nhìn ngay ông thầy con cười. Đây. Đúng rồi. Đó, ông thầy ông chăm sóc sức khỏe cho con rồi đó. Có phước rồi đó. Chịu đau cũng giỏi chứ. À đúng rồi, vậy mới được. Giỏi vậy được. Cười cười, nhăn cười. Nhìn ngay ông thầy cười. Dạ ông ấn tượng. Mà mọi người ơi, anh chị ơi, đây là em bé đến từ Trà Vinh, dân tộc Khmer. Là nay là 20 tuổi, nói chuyện không được, nghe được mà đi không được. Giờ đến đây để ông thầy tài coi như là mở quẹt đạo này nọ rồi khai thông cái miệng để cho bé được nói chuyện nè, mọi người giúp lại cầu nguyện cho bé nha. Rồi. Cầu nguyện cho bé được như mọi người khác, 20 tuổi rồi, đâu chừng 20 kg, không biết được không, chưa cân chút nữa cân. Đến từ Sóc Trăng, hôm qua đón xe Tăng Thanh Nhàn của Tây Ninh lên đây đó. Chừng cẳng bé có chút xíu à mọi người ơi, đó mà đi y như là chú khỉ vậy đó. Chú khỉ rừng xanh đây, chú khỉ rừng xanh của Sóc Trăng đây. Kỳ này ông thầy tài bấm quẹt để bé được đi. À, thì cái bài của em Hoàng Xanh đó là nói đi giống người khỉ. Kỳ này là em bé đi là quay phong lẫm liệt nhờ bàn tay thần thánh của thầy tài. Chỉ giúp sức thôi, giống như là cái âm ly có rồi, cái lo có rồi, thầy tài chỉ là nối dây lại. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hy vọng em bé có duyên với thầy tài. Giờ tới đây cầu duyên, cầu Phật cho bé được chữa lành bệnh. Để em bé được đi như bao người khác. Đây là mẹ của bé. Đây là mẹ của bé, đây là ông ngoại của bé bị tai biến. Ba thế hệ đến với thầy tài cầu cái duyên lành đến cho em bé. Xin ông bà giúp lại cầu nguyện cho cháu. Nhiều ông bà đưa tay thích đó để cầu nguyện cho bé. Bé tên là Minh Trí, đến từ Sóc Trăng. 20 năm bò lết không có đi được. Dạ. Lớn lên. Bây giờ cả đi thôi, nữa cuối cùng của vợ là người của thầy cô. Nhưng mà thầy là qua từ lưỡng trước con ha.
Rồi giờ con đạp mạnh ra đây. Bước chân vô. Khoan, bước chân này nè, bước chân này nè. Rồi đạp mạnh ra, rồi ok. Giờ con bỏ chân qua một bên nè cũng được. Bỏ chân bên kia, bỏ chân bên kia. Cái lưng nó quẹo keo có một bên. Không có đau, không có đau. Coi chừng cái miệng đó, coi chừng cái miệng đó. Ông thầy ổng thương. Ráng đi con, ráng đi con. Chút xíu à. Ôi giời. Vậy đó, đi từ 20 năm rồi. Em đặt, em đặt trên YouTube. Em coi, em đi liên lạc, em kêu cho tiền lên đây để em đòi. Em làm hết ra đó. Sẵn qua ăn quà. Ta đầu dưới, mình đầu trên. Sao chị biết bé vậy? Đặt cái mẹ. Đặt trên YouTube á. Ờ. Sao để mà mình mới biết hả? Đúng không? Con tự đứng lên rồi con chạy đi rồi. Đứng lên lại đi con. Đứng lên. Đứng từ từ hả đi. Rồi, ngồi xuống rồi con tự đứng lên con. Con ngồi xuống đây đi. Để ngồi xuống đây tự đứng. Rồi, đứng lên, đứng lên nè. 2, 3, giỡ tay đi bà con ơi, giỡ tay. Bước từng bước. Chưa, chưa, để thầy làm chút nữa. Chút nữa. Con đi được thì con làm gì? Con vỗ tay đúng không? Không ai ai vỗ tay phải không? Nó liên tục chưa tỏ thứ này mình thắm à. Sướng như ta. Giỏi, chỉ giỏi mẹ. Giỏi lắm. Nè nhìn lên đây nè, nhìn lên bà nè. Khâm dưỡng. Đó. Công. Công, công nhiều lắm. Bò lâu quá, công. Đã hơn à. Ú già. Đã. Là sao? Là im. Im. Chứ nhắc lâu quá. Nhắm hết. Cười nha. Sớm mình đem đi. Đúng rồi. Bởi vậy Yeah là ok. Ai cần gì đâu.
Ừ tổng tích ừ rồi em đi vậy. Sáng tị cho chiếc xe chạy về luôn. Hát con thích không? Không. Ra coi xe của ông thầy, coi thích xe ông thầy không? Xe ông thầy, ông thầy có hai chiếc lận. Con thích chiếc nào con nói nha. Nói với ông thầy nha. Nói con không. Vậy đó, con không không. Của ông. Kệ nó, không sao. Nói cho nó để ra mà. Nói cho nó để ra. Nhiều ông bà đang xem lắm nè. Nhiều ông bà đang xem bé Minh Trí đang điều trị nè. Ông bà cầu nguyện cho cháu được có duyên với ông thầy trị cho nó đi được, nói được. Đó, đến từ Sóc Trăng đó, người Khmer. Đây đấy, đây đấy. 20 tuổi vỗ tay. Rồi đứng lên đi. Gì vậy nè? Cười gì vậy? Đúng rồi, nó bước thẳng rồi đó. Ở nhà tập nó vậy đó. Ông thầy dắt làm sao rồi. Để nó nở cái chân nó ra nữa. Rồi bây giờ thầy buông ra con đi từ từ nha. Chấp. Con bước chân nào lên là con tự đứng đứng đi. Con đứng đó, đợi con đứng đi. Đứng đi, coi lại không? Từ. Rồi đứng dậy trước đi. Rồi thầy giữ con tay cho đi nè, bước chân kia lên. Đúng rồi. Rồi bước chân lên, đúng rồi. Ú giỏi. Đúng rồi. Tại vì bữa nay mới ngày đầu tiên trị cho bé thôi. Cũng phải thời gian tập đi. Nó dầu quá trời à. Gì? Nó dầu quá trời. Dầu thơm mà, đưa cho thầy. Dầu thơm mà chứ thôi gì. Rồi bây giờ con ngồi xuống, con đứng lên nữa này. Ngồi xuống. Rồi đứng lên nữa này. Ngồi xuống. Rồi ngồi xuống nữa. Ngồi xuống. Đứng lên mày đứng chen ra nha. Nè con kêu thầy đi, ông thầy. Từ từ đừng dội. Đừng có đi theo kiểu kia nữa. Rồi đi là đây. Đó. Đó, về đóng cái cây nha. Cái ở nhà là cái gì đó, cho đi. Uống nước, cho em uống nước không? Về hả? Chưa chào thầy. Rồi quanh trở vô gặp còn ông thầy kia nhiều lắm. Đâu tự nhiên trốn về kỳ ông. Mới bữa đầu á, cũng phải từ từ chứ. Chứ đâu có cái gì mà làm liền được. Ông này cũng má le quá. Có mệt chút này là có thở rồi. Đâu của chị á. Để đây. Thầy Ninh.
rồi cái cổ chân của bé có ăn chết nè. Cho nó gánh chưa nổi cái thân của nó. Mà nó bóc, mà nó bị khô, khô cằn cỗi. Dễ cá, nổi dễ cá. Dễ cá. Chân còn nhỏ nó xíu nó, xíu. Nó chân giỏi, ừ, bên trí giỏi. Nó còn nhỏ quá nên nó chưa gánh nổi cái thân đó. Vậy. Đúng rồi. À, chú Hoàng Xanh mua cho bé một đôi giày ở trước, đôi giày ở sau là coi như hai đôi á, bốn đôi thể là bốn đôi á, là đi á, nó đi như vậy á. Thì này chú Hoàng Xanh mừng lắm á. Chú Hoàng Xanh là ca sĩ luôn á thầy tài. Ổng nói thầy tài trị á, mai mốt ổng lên á, ổng lên ổng cũng trị á. Rồi tay ông có cái dai bị nhức. Hy vọng. Mừng quá. Ở Trà Vinh hả? Ở Sóc Trăng. Ở Sóc Trăng. Lát đi thì cũng quay cái ra. Nào đi thì cũng quay cái ra. Thì đó quay. Mừng mà. Ông bà ở trên đây coi xem quá chừng nè, xem đang trị cho bé nè. Nó phải nè cái mặt nè, đau như ngước mặt lên chào chú Hoàng Xanh nha, để thôi quên ổng á ha. Nói chú Hoàng Xanh ơi, con được thầy chữa rồi. Cái gì đâu vậy? Quay mặt qua đây coi, quay mặt chú ra, Hoàng Xanh đang coi nè. Đó. Đó. Ông cho 2 triệu lên đây á, đi tiền xe đó. Ông đi 100 cây số đưa lên xe, đưa cả nhà lên xe 100 cây số. 6 giờ sáng nó chạy hả? Dữ lắm, nặng lên xe 9 giờ. Lên tới đây 4 giờ rưỡi. Xa quá. Tên gì? Con tên gì nói cho bà nghe. Con tên gì? Giận đào quá. Giận đào quá. Con tên gì? Đi. Con đau quá rồi bà ơi. Vậy chứ nó nói nó im á. Ông thầy bấm quẹt nó nói nó im. Nó nói với mẹ nó hiểu chứ mình đâu có hiểu. Nó tiếng Khmer mình đâu có hiểu. Chứ giờ cái xe mà đẩy là nó có thể đẩy nó đi được. Đúng rồi, nó đang muốn á đẩy. Xe đạp. Hai cái bánh nhỏ đó. Xe đạp có 2 bánh nhỏ á thầy. Hồi chiều hôm qua nó chạy xe của cháu ngoại em á, nó té rặt rặt bị xe kia nhỏ quá. Ảnh cao quá, giờ ảnh dài á. Cười cười, chú Hoàng Xanh đang xem, không có nhăn, thấy không? Ừ, đó trời ơi, cười đẹp trai lắm á. Chú Hoàng Xanh á. Giờ mình cũng phải thói quen hết, và làm gì làm cũng phải về làm. Không có cho nó đi kiểu kia nữa. Thôi tập. Mới có lầu hè nó giỏi lắm. Không, để cho nó ở đây. Mình chạy tới Chủ Nhật luôn được thầy tài? Được. Ừ. Cũng phải về lần đi chứ, còn mới có lần là đâu có cái gì đâu mà. Không, chị chở về nhà chị, rồi thứ năm chở qua, thứ bảy chở qua, Chủ Nhật chở qua nữa. Chứ một lần đâu có được. Đúng rồi. Chị thấy nó lấy cái đẩy xuống cho nó đi, khởi gì phải. Thấy gì? Mời xè. Mời xè. Đâu có la. À, bây giờ con ngoài nhảy đi con.
cái xe đó đi cũng được, gắn bốn cái bánh luôn chứ không phải hai cái đâu. À, con xuống nhận cái này con đi vòng vòng cho chú xem một cái nè. Đỡ rồi con ơi. Phải rồi. Khái. Rồi con đi đây. Ừ, cô ổng á, ổng bơi ổng chạy. Con đứng cạnh đây mà, con đứng sát cái đây con dịnh trên kia, con dịnh trên kia, con dịnh đây nè, đúng rồi. Ôi mới đi mà đi giống bé lại đầu được đi á. 20 năm rồi, 20 tuổi rồi, bé 20 tuổi rồi đó quý ông bà cô bác. À, quý ông bà có xem cái này nhớ cầu nguyện cho bé được đi giống như này vậy đi, 20 tuổi mới được đi lần đầu tiên này đó, thương bé quá. Từ từ con, từ từ. Ông ngoại chưa khỏi qua chưa? Rồi đây coi. Chặt chân á, đi từ từ coi. Mua cái xe này cho nó đi được ha. Mua. Mà cho nó tập. Ừ. Để lái được không? Giỏi quá. Dàn trúng bằng thời. Tại cái bước của nó. Chừng nhỏ quá. Đó, lần đầu tiên á ông bà cô bác ơi. Tại cái chân nó yếu á. Đúng rồi. Đi chậm lên. Mời quá trời. Mời á, cười trong nụ cười rạng rỡ. Nè, nè Minh Trí nè, nói cho ông thầy nghe con mừng không? Nói lớn lên, mừng, mừng không? Con thích không? Con thích cái xe này không? Chứ con thích xe đạp á, nó mê xe đạp á. Nó mê xe đạp. Đây người ta nghĩ sao ta nói vậy nè. Nó thích xe này thì nó phải đi vậy hoài sao, cho nên là muốn tự nó đi mà. À, người ta nghĩ sao ta nói vậy mà. Người ta thích, người ta nói cũng đúng. Mục đích là tập để cho mốt cho cái chân nó cứng lên để nó đi vào cần xe này luôn chứ. À, đó. Nó hồng thì rõ nha. Hồng. Nhưng mà đúng rồi. Ta không thích cho người ta nó hồng. Đúng rồi, nó ốm quá. Cụm chân nó giờ nhỏ hơn cục tay cho nên nó phải gánh cả cái thân cho nên nó phải yếu vậy đó. Nhưng mà dài bữa là nó... Bữa là chị lại về gãy cái clip đầu tiên cho thầy tài con đi. Này, có một người nhà điều trị nhanh.